chào anh em nhá. Anh em chiêm ngưỡng một tác phẩm mà cái này nó dài dài với như con gì nhỉ anh nhỉ? Đang lựa là một con cá chép hóa rồng. À đúng rồi, đúng đấy. Từ nãy đến giờ tôi không biết là phải là nó là con gì anh em ạ. Nhưng đây là một con cá chép hóa rồng. Đây là một gốc si búp đỏ nhá. Thì đây là một cái cây nó nằm rạp xuống đúng không anh? Đấy, cây thì nó thành một cái con như anh Tân đang mường tượng là con cá chép hóa rồng đây, thì anh đang đục đẽo lại anh em xem là con này sau khi đục đẽo xong thì nó có cái gì biến chuyển đúng không nhá. Quay cho anh em xem này. Nó cũng rất là nhiều đầu nhá. Đấy, nhiều đầu. Với những tác phẩm như này nhá anh em nhá, thì anh Tân Phạm là mua về cũng là cũng khá lâu rồi. Bây giờ đang đục đẽo lại một tí cho nó đẹp hơn để cho anh em chiêm ngưỡng. Đấy, xử lý này. Kéo sắc nhá. Biết để muốn lấy này thì mình nên tạo là đồng cái vây này, cái chéo này thành cái vây sau đấy nhá. Cái đuôi này mình chỉnh lại, còn bên này nó cũng vậy, bên này nó có trên là hai cái vây đây và hai cái vây đây là hình là cái đầu con cá chép nó đang nằm đấy nhá anh em nhá. Tại vườn cây công trình Tân Phạm thì anh em biết rồi, đây là siêu búp hồng búp đỏ đây. Thì đối với những cái tác phẩm si như này thì chắc chắn anh em ạ, mình lấy cái kéo to mà cắt cho nó sướng anh đúng không? Kéo kia đang bỏ xe. À đang lại bỏ trong xe đấy anh em ạ. Thì đấy thì đôi khi là để cho anh em xem mà si này. Đó, đá đẹp không? Đây. Ở đây là gốc si khủng nhá. Đấy, bác nào quan tâm đến hàng to, hàng bự, hàng kinh điển thì cứ alo trực tiếp cho Tân Phạm đây. Đấy, số điện thoại của anh Tân thì cũng không có gì thay đổi rồi anh em ạ. Vẫn là số 0966596567. Đấy, cắt rồi, lại cắt tiếp rồi. Cái này thì được anh đưa vào cái chậu nó cũng dài một dài tầm 90 không anh? Đấy, chậu này 80. À 80. Tổng thể 80 mà nó đã gần như là hết nọt lòng hết rồi nha anh em nhá. Phải cho cái này 75 rồi. À, không đến 75 đâu nha anh em nhá, nhưng mà một cái gốc như này nếu mà anh em nào tư duy tốt đúng không? Sau này là một cái đồi như kiểu cây rừng Amazon cũng thế đấy. Tượng cá chép hóa rồng thì nó cũng rất là hay. Cái tác phẩm này thì giao linh lưu tại vườn cả chậu là bao nhiêu hoặc là không chậu bao nhiêu anh Tân nhỉ? À, cả chậu cái này thì 15 triệu đúng không? À đây, cả chậu 15 triệu đúng không? À. Rồi, bác nào quan tâm thì giao lưu đây là giao lưu tại vườn đúng không? Thì bác nào thích thì alo trực tiếp cho Tân Phạm nhá. Thì cái giá này anh Tân anh đưa ra, cái giá này đưa ra chuẩn chưa anh? Đấy, giá chuẩn đấy. À, giá chuẩn được nha anh em nhá. Thì đây là mình có thể tham khảo mà. Đôi khi nói ra thì anh em bảo này nọ nhưng mà thực ra những tác phẩm này bây giờ nó cũng không phải còn nhiều. Thì anh em nào cảm thấy mà nó thực sự ý nghĩa với mình, hợp nhãn với mình thì anh em cứ alo trực tiếp cho anh Tân Phạm đây. Thì chúng tôi đây là một ngày đây là có quá nhiều những tác phẩm đúng không? Đấy, ghi nhận cho anh em đây. Có những tác phẩm đơn vàng đây anh em ạ. Đấy, cái đơn vàng đây thì có đơn vàng này mấy triệu anh ơi? Vàng là 5 triệu. 5 triệu nha anh em nha. Đây đây cũng là đơn vàng đây anh em ạ. À. Tiếng nhạc tiếng nhau đâu đó ồn ào quá. Nhưng mà thôi nhá anh em nhá. Thì nếu nó ồn nhạc quá nó ảnh hưởng đến bản quyền thì chúng con sai sẽ cho nhạc vào anh em ạ. À. Vì đôi khi là cái tính chất của YouTube thì nó không cho anh em có thể là nhạc vi phạm bản quyền này. Nên là đôi khi là chúng tôi sẽ phải thêm pha nhạc lại anh em hết sức thông cảm nhá. Tại vì có những cái tiếng nhạc mà có bản quyền thì rất là khó cho anh em làm YouTube. Đấy. Chứ không phải chúng tôi muốn cho nhạc vào nhá. Đó, Tân Phạm này, sơ vin áo xanh, quần bò áo xanh. Rất là trẻ nha. Năm nay trên 50 rồi nhưng mà rất là trẻ. Đây. Có quá nhiều những tác phẩm đây. Đây là một cân đơn nhung. Con này gốc rất là to anh em ạ. Nó khủng khiếp luôn. Đấy, đơn nhung nhá. Đấy. Con này trước mình quay cho anh em xem rồi, hoa thì nó quá là nhiều. À, tiếp tục cắt. Vẫn là còn điều chỉnh đúng không? Đây với có thời gian điều chỉnh kỹ. Rồi.
cái đoạn này nó là một cái đầu máng nhưng mà không sao cả. Cây này nó phải có được điểm này điểm kia. À, những điểm đó nó cũng là những cái điểm rất hay. Đấy nha anh em nha, tác phẩm này thì anh em cũng đã xem qua rồi. À, cũng có rất nhiều anh em là đã quan tâm và đã gọi điện thoại alo rồi nhá. Thì cái giá Minh Tân đưa ra trước đó thì anh em cũng đều biết rồi. À, mỗi cây mỗi vẻ, mỗi người một ý kiến, mỗi người một cái nhìn khác bên về những tác phẩm này. Nhưng để có những tác phẩm này thì bây giờ nó lại không nhiều rồi. Đấy, cây bây giờ nó không phải là ít nhá. Nhưng cũng không phải là dễ săn dễ tìm. Thì đây là một trong những con mà nó ôm đá rồi, đầu trên nó cũng rất là hay. Thì đối với chung bonsai thì anh em tôi đi làm phóng sự thì chỉ biết truyền tải cái thông điệp này đến tất cả anh em là đang đam mê và sẽ đam mê để có cái nhìn tìm hiểu kỹ thôi. Còn đôi khi cái giá được đưa ra thì cũng có rất nhiều anh em cũng như là các bác lớn tuổi rồi muốn tham khảo thì mình cũng cỡ sẽ báo giá cụ thể cho anh em nhé. Vì cái giá này là giá chủ vườn người ta đưa ra. Nếu mà các bác các anh em trẻ trung mà mới chơi cây thì ta có vẻ tham khảo thôi. Những cái giá này đưa ra thì thực ra là nó rất dễ cho anh em là tham khảo, vì có những nơi anh em là còn rất là nhiều thì anh em có thể là sưu tầm về. À, thực ra là cái quan trọng nhất là anh em đưa đến đủ cái người tiêu dùng thôi. À, đôi khi anh em ở nhiều nhưng mà anh em lại không biết đường nào mà đưa đến người tiêu dùng được thì đấy là cái thông điệp mà cũng như là Trung Bonsai thì đang truyền tải thì anh em chắc là đã hiểu hơn. Vì thực ra là có những lúc có những người ta chỉ cần ngồi nhà xem mà thấy được cái hình ảnh này người ta sẵn sàng người ta bỏ tiền ra người ta mua. À, còn cái tiền thì với cái giá thì đôi khi là anh em mình phải báo đây là chủ vườn người ta báo giá chứ không phải anh em mình tự ý báo giá được anh em nhá. Thế nên nhiều lúc nhiều anh em nó cứ bảo là giá thế này giá thế kia nhưng mà thực ra là những tác phẩm Trung Bonsai quay thì đều bán hết rồi chứ đấy là anh em chủ vườn nhé. Đây. Báo nhá, nếu những tác phẩm này mà chính phải mình không nói nhá, anh em bảo nhiều thì anh em cứ alo cho Tân Phạm mà theo số điện thoại 0966 596 567 nhá. À, với những tác phẩm đơn vàng này thì bây giờ nó cũng không nhiều mà cũng không ít đâu. Nếu anh em nói là còn thì anh em cứ alo trực tiếp cho Tân Phạm này. À, cây đơn này rất là khủng, cây đơn này là được anh em tôi đánh giá rất là cao về cái tuổi đời của nó, nhưng thâm niên chúng tôi đã biết rồi. Cây này nó quá già luôn và đặt trên một cái chậu như này. Ở dưới nó phải là hơn 10 như anh nhỉ? Đấy, cây đấy ở vành nó là 33 đấy. 33 đấy anh em ạ, to đấy, hơn 10. 33 là cái đoạn anh em xem. Mà nó lại theo kiểu hình nò chóp vậy thì hoa nó từ dưới lên trên thì anh em biết là giá trị của nó sẽ rất là cao. Đặt trên ba cái chậu này thì thực ra tuyệt vời rồi. Đây là ba cây, hai cây đơn vàng, một cây đơn đỏ, đều gốc ghép đều to cả. Với những video trước thì mình cũng đã quay hết rồi. Còn với những các bác mà nhà thời cổ thì đặt bộ ba này vào thì chấm hết. Đấy. Thực ra báo cao thì cao, báo rẻ thì rẻ thôi. Các bác cứ thông cảm cho em là các bác cứ alo trực tiếp cho anh Tân nhá. Bộ ba này nếu mà các bác đinh được về thì đấy là nhờ các bác là quá là hay rồi. Những ngôi nhà thờ, những ngôi nhà biệt thự, những cái nơi mà đang cần những cái tác phẩm như này thì anh em xem. Anh em đinh nhá. Đinh về thì anh em ok rồi. Tôi chỉ quay một số thôi. Nói tác phẩm trong vườn anh Tân thôi. Còn đây là để anh Tân đang là đục cũng như là khai thác lại. Cá chép nó phải có cái vây mà, có vây xuôi mà. Đúng rồi. Đấy là vây nó phải xuôi thế này. Đấy, cá chép thì thường là nó có cái vảy ngang là hai cái vây sau là thành ba. Nhưng nghĩ đây này Tân này, cái này cũng đẹp rồi, anh cắt vát vào tí để cho nó bấu rễ xuống. Cắt vát vát kiểu này để cho nó trong rồi bấu rễ ra đấy và nó thành luôn cái vây bám xuống. Cắt vát vào trong. Anh cắt là nó sẽ có và cắt chéo vào trong đó. Thì nó sẽ có một cái gọi là đâm ba cái rễ ra, bốn cái rễ ra thì nó. Đây đang tính là đấy. Nó bắt chéo là cái vây được. À, cũng có ý tưởng trong đời anh em ạ. Cái đục đấy là bao nhiêu tiền gái vậy? Đậu sắc đấy chứ đúng không?
đục xong rồi là anh Tân ạ, tưới luôn nước của nó để nó xuống đều cát. Đấy, giữ tao ngủ thôi anh em ạ. Cái này mới làm hôm qua nên là đấy, nó đơn giản anh em ạ, dễ nên để mầm xi ném đâu lên đấy mà rất là dễ. Đó, chỉnh lại phát ra đường lối ngay đúng không? Thì sắp vào hè rồi anh em ạ, nếu anh em bổ cát tốt rồi thì anh em ở trên anh em cứ cho một lớp nếu anh em nào mà có cơm dừa đây này. Đấy. Cái sơ dừa anh em nói lên cái cơm của nó nhá, thì anh em cho vào đây thì nó sẽ rất là tốt, nó giữ ẩm. Cái rễ nó sẽ bắn về luôn. Đúng rồi thì nó rất là đẹp. Mình vẫn phải đẩy xuôi cả. Thế thì anh em nào mà thực ra là đục nhiều lúc chúng tôi cũng đục theo quán tính thôi. Anh em mà có thể thổi hồn thơm vào anh Tân đúng không? Thì cứ lấy tác phẩm này về cũng như là tư vấn thêm cho anh em chúng tôi, cũng đặc biệt là Tân Phạm đây thì một trong những người sở hữu cây công trình anh em ạ. Quá là lớn luôn, đây những cây công trình của anh Tân. Anh em xem quá nhiều là Hồng Quân, ồn là Thị này, Lộc Vừng này, đặc biệt là những cây Long Lão nhá, rồi những cây công trình, những cây vối đấy, bòng bưởi. Anh em có thể liên lạc trực tiếp với anh Tân Phạm, số điện thoại thì Trung Bonsai cũng đã cho trên rồi. Anh em có thể liên lạc với anh Tân để được anh Tân tư vấn cho khuôn viên vườn của mình đúng không, được tốt hơn. Xem là Tân Phạm sau khi đọc tác phẩm này ra thì sẽ có thêm tiền không nhỉ? Nãy anh báo bao nhiêu nhỉ? 15 cả chậu. 15 triệu cả chậu nha anh em nha. Đấy, bên cạnh là cây tiểu tiêu đây, cây lan tiêu đây. Cái này nếu mà bác nào đang có biệt thự hoặc nhà thờ cổ thì cây này là cây to không có đối thủ đúng không? Tuổi đời của nó quá là to ca nhiều rồi. Cây này hoa nó cực kỳ thơm, bác nào mà có ô tô chỉ đi bỏ trong nó hai bông thôi, nó càng ỉu bao nhiêu thì nó càng thơm bấy nhiêu. Mà mùi thơm của nó thì là rất là dễ chịu. Đây này, cây lan tiêu nhá, gọi là cây tiểu tiêu. Tiểu tiêu. Đấy. Người ta còn gọi là cây lan tiêu thì anh em nào mà đánh mạng lên mà search được Google mà mạng lên thì anh em đinh như tác phẩm này về. Lá rất là đẹp. Lá đặc biệt là ít sâu nhá. Cái lá này tôi chưa thấy nó sâu nào. Mà quả của nó anh em ạ, nếu một quả của nó thì chắc là hoa đây thì một hai bông hoa lên thì bông nó lên như ngón tay ấy anh em ạ. Thì anh em thấy là quá phê luôn. Mùi thơm quyến rũ dễ chịu. Đặc biệt là chị em nào mà ngửi thấy cái mùi này rồi thì chắc là không buông được. Nhất là trên xe ô tô đánh hết mọi cái loại mùi, mà mùi thơm của nó, đặc trưng của nó thì chắc là không có mùi này thơm nào là như mùi thơm này được. Đấy, đẹp ngay anh em ạ. Chỉ vài nhét đục thôi là tác phẩm này đã lấy tiền rồi. Hôm qua mới bắt về một con xi đột biến mà quá nhiều anh em là alo luôn. Con xi này anh Tân cũng chưa nhận lời ai cả anh em ạ. Thì thực ra là có nhiều anh em hỏi quá, không biết phải nhường cho ai. Đó anh em ạ. Nó như một chùm trứng ở bên hồng một cái cây vậy. Thì cũng có nhiều anh em đang thích thổi hồn ở đây. Thì Trung Bonsai cũng chỉ biết đăng tải ở đây thôi nhé. Thì bác nào mà thực sự quan tâm thì cứ alo trực tiếp lên Tân Phạm đi. Cũng khó để mà nói được những tác phẩm này, nói đắt nói rẻ thì anh em lại cười cho nha. Ok nha anh em nha. Rồi mình cũng xin được dừng video ở đây thôi, hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Anh em nhớ vào chém gió nhiều vào, hải si còn rất nhiều và đặc biệt là xanh này, cây công trình. Ok nha, nó cũng tạm một ổn rồi thì mình cũng xin được dừng video nhá. Hẹn anh em ở video tiếp theo để anh em nhớ vào xem và nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Còn nhiều chi tiết nữa anh em cần phải đục nữa thì anh em về anh em có thể đục nhá. Cái mặt trước này cũng tạo ổn rồi.